Vâng, xin chào quý nhà đầu tư và quý khách hàng thân mến. Thì hôm nay Ngọc Minh và Ngọc Tú sẽ cùng đưa quý vị tới ngay cái vực trung tâm của Bắc Vân Phong. Đây được ví như là một cái trái tim của khu vực Bắc Vân Phong của chúng ta. Bởi vì đây nó nằm ngay cái đầu não của khu vực cảng Bắc Vân Phong. Đó là khu đô thị Vĩnh Yên. Khu đô thị Vĩnh Yên này là rất là đẹp bởi vì là một mặt giáp biển và vừa một mặt là giáp cái khu vực trung tâm của khu vực Phi Thái Quang do ông Jonathan Hành Nguyễn quy hoạch, đó là một cái khu thương mại tự do. Hiện tại thì em thấy ở đây mặt tiền, mặt bằng cũng đang được tân trang, san lấp rất chi là đẹp. Thì ở đây nó có bao nhiêu lô hết anh Minh ạ? Tổng cộng ở khu vực này chúng ta đã có gần 10 sản phẩm ở đây. Đây là một cái vị trí khá là đắc địa và khá hiếm, bởi vì cái diện tích đất thổ cư ở khu vực này là hầu như là không có, và nếu có đi nữa thì giá cũng rất là cao. Thì ví dụ như ở khu tái định cư Vĩnh Yên phía bên tay phải của chúng tôi đây là khoảng tầm 20 triệu một mét cho vuông trở lên. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những cái sản phẩm như thế này, cam kết với giá đầu tư là khoảng từ 7 triệu một mét vuông trở lên. 7 triệu một mét, đúng rồi, và có thổ cư nhé. Sau đây bạn Tú chia sẻ cho quý vị khách hàng và các bạn được biết được tiện ích liền kề của khu vực này. Dạ vâng, tại vị trí này thì mình đang ở gần cái khu giai đoạn 2 của tái định cư Vĩnh Yên, và giai đoạn 1 của tái định cư Vĩnh Yên đã hoàn thiện là cách đây khoảng tầm 300m trên một cái trục đường. Đường này là đường đất đúng không anh ạ? Đường này là đường cấp phối và sắp tới là sẽ được mở nhựa ra khoảng tầm quy hoạch 26m. Và đường này theo cánh tay trái của mình đây là nối thẳng vào khu đô thị Mũi Đá Son mà do tập đoàn Novaland đang đăng ký và triển khai đầu tư. Còn phía tay phải đây là đi ra lại cái khu tái định cư Vĩnh Yên giai đoạn 1. Mặt tiền vị trí như thế này thì chúng tôi đang triển khai mở bán sàn Bắc Vân Phong chúng tôi, bán với cái giá là chỉ từ 7 triệu một mét vuông và diện tích từ 500 mét vuông cho tới hơn 1.400 mét vuông. Và thổ cư. Đúng rồi, có thổ cư. Mỗi lô là thổ cư từ là 100 mét vuông cho tới là 300 mét vuông, tùy vị trí nhé, và tùy diện tích và tùy loại thổ cư chúng tôi sẽ có mức giá từ 7 triệu cho tới là 10 triệu. Phía bên trước mặt mình đây là những cái dãy phân lô, dãy dân cư đã hình thành ở phía trong cái khu tái định cư này. Chỉ này rất là hot nhất của vực Bắc Vân Phong. Vì đây là cái quỹ đất ở còn lại duy nhất, khu xung quanh là những dự án lớn như là dự án Rowandao, dự án khu đô thị sinh thái Mũi Đá Son của làng chuyên gia Mũi Đá Son. Tiếp theo là những cái dự án là khu thương mại tự do. Phía xa bên phải mình là dự án của khu du lịch quần thể du lịch đảo Hòn Lớn, rồi khu du lịch Điệp Sơn. Đấy là những cái dự án mà mình xin phép kể ra, còn những dự án nữa nhiều vân vân. Thì đây là những dự án tiêu biểu nó nằm quay quanh của cái khu vực tái định cư Vĩnh Yên này. Bạn Tú có biết là cái khu vực này là có những cái giai đoạn nào? Nó là ở đây nó tái định cư 3 giai đoạn đúng không anh? Đúng rồi, có 3 giai đoạn. Thì giai đoạn tại vị trí đất của mình là giai đoạn thứ hai đúng không anh? Ừ, giáp ở giai đoạn thứ hai, còn đi vào giai đoạn 3 là nằm ở khu Mũi Đá Son. Nhìn chung cái tổng thể cái quy hoạch của khu Bắc Vân Phong này gói gọn trong một đặc trưng là khu Vĩnh Yên này là một khu đô thị rất là trọng tâm của cả Bắc Vân Phong. Thì đây theo Trân Minh và Tú chúng ta sẽ đi lên trên cái vị trí đất chúng tôi đã san gạt rồi cắm mốc từng lô rõ ràng, quý khách hàng an tâm không sợ bị tranh chấp hay trồng lấn ranh. Một lô là bề ngang mặt tiền nó khoảng bao nhiêu mét anh? Ngang mặt tiền là từ 10 mét trở lên. Ừ, là sâu vào bên trong là hơn 7-80 mét. Thì hiện tại là mặt bằng chúng tôi đã san lấp và làm phẳng phiêu. Khu vực này là khu vực phù hợp với quy hoạch đất ở. Cho nên là chúng tôi đã được cam kết với khách hàng mua ở đây khu vực này với giá đầu tư là giá chỉ từ là 7 triệu một mét vuông, là giá rất là tốt, trong khi những khu vực xung quanh thì bây giờ nó giá gấp đôi. Vĩnh Yên em thấy trục đường 23 mét là giá đã hơn 30 triệu một mét rồi. Chính xác. Cái khu vực hơn 30 triệu một mét vuông đây là những trục đường chính, thì đây cũng là những cái trục đường chính về sau, thì khả năng khu vực này sẽ tăng lên giá gấp đôi. Thì đây là cái cơ hội để cho quý nhà đầu tư nắm bắt được, thấy được cái tiềm năng của vị trí và cũng như là cái về giá cả mà Bắc Vân Phong Land chúng tôi đang mở bán. Thì để nhanh tay sở hữu những vị trí này thì hãy gọi cho công ty Bắc Vân Phong Land với số hotline 0898222426. Vâng, và đồng thời quý vị không quên là đăng ký kênh, like and subscribe kênh YouTube Nhà Đất Bắc Vân Phong của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.